Arahang sama sambo tho pha wa bo thang pha an tang na phi wa đề mi so kha to pha wa ta tham mo tham mang ma sa vi subhati van no pha wa to sa wa ga sang kho sang khang na ma vi nam mô bồ tát giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn ngài Bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kính phóng tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đạt vô tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. À, trước khi đó chúng ta sẽ tìm hiểu lại, chúng ta nói về cái dạ xoa lau cá. Dạ xoa lau cá sau khi mà chứng đắc được thánh quả dự lưu và nắm bắt được ý nghĩa của kệ ngôn banh nha giá bari xuất cha tí, tức là với trí tuệ được làm trong sạch hoàn toàn, thì với sự thông minh của chính mình, dạ xoa lau cá đã nắm bắt được, đã hỏi lên những cái thắc mắc của mình bằng kệ ngôn thứ ba. Là câu kệ ngôn số 187. Các thân số Lapate Banh Nhanh, như thế nào được trí tuệ? Các thân số Vindate Anang, thế nào là vui thích với tài sản? Các thân số Kích tinh bắp bồ tí, như thế nào là đạt được danh tiếng? Cá thân mít ba ní ganh thá tí, như thế nào là gọt bạn hữu? Asma loke, xin lỗi, asma loka parang lokan, đời này qua đời sau. Cá thân bét chát ná sô chá tí, thế nào là chết không sầu? Như vậy một câu kệ ngôn thì dạ xoa lau cá đã hỏi lên năm vấn đề. Thiếu Tôn ngài đã giải rằng là câu kệ 188 sách đá Hano Arahanta Arahatan, tin tưởng bậc La Hán, sách đá Hano Arahatan, tin tưởng bậc là hẹn. Thứ hai là thâm măng nếp ba ná bát tí gia, tin tưởng pháp đạt niết bàn. Thứ ba là xuất su sanh la phát tê banh nhanh, khéo nghe lại được trí tuệ. Tiếp theo là áp ba mát tô quý chắc khá nô, bậc trí không phóng dật. Những đó là những cái chúng ta sẽ giải thích như sau. Ở đây cái chữ Appamatto thường thì Hòa Thượng Thích Tinh Châu dịch là không phóng dật, nhưng mà chữ này có rất có nhiều cái nghĩa chứ không hẳn chỉ là chỉ không phóng dật thôi. Thì chúng ta giải thích như sau. Với trí thông minh của mình, dạ xoa A La Hán cá đã nhận thức được cái điểm cơ bản của trí tuệ, là hỏi lên những câu hỏi này trộn lẫn giữa siêu thế và hiệp thế. Giữa hiệp thế là có nghĩa là Lokiya và siêu thế là Lokuttara. Và dạ xoa đã hỏi kệ ngôn gồm 5 câu hỏi rằng: cá thân số Lapate Banh Nhanh, như thế nào được trí tuệ? Để chữ cá thân số như thế nào ở đây là một câu hỏi mang ý nghĩa thích đáng cho tất cả các ý nghĩa khác. Cho nên chú giải bài kinh này, cái giải thích cái chữ các thân số là dùng cho ý nghĩa cho tất cả những câu hỏi còn lại. Chữ Pali gọi là sắp bát thê quá. Ách há giúp tí, bút cha hô tí, tức là
Các thăng này đối với các câu hỏi khác kế tiếp cũng đều có ý nghĩa như vậy. Các thăng là như thế nào? Như là nghĩa là bằng cách nào, bằng phương pháp nào. Như vậy chữ các thăng có nghĩa là bằng cách nào hay bằng cái phương pháp nào. Lapate, lapate từ cái chữ lapati, lapati từ ngữ căn lapá là được, cộng cho tiếp vị ngữ á thì được, lãnh được, đắc được. Ban nha là trí tuệ. Thì câu hỏi là cá thân số. Câu hỏi tiếp là cá thân số Vindate Thá Năng. Như thế nào là vua thích tài sản? Thì chữ cá thân số như thế nào cũng có ý nghĩa tương tự như cá thân số ở câu trên. Tức là bằng cách nào, với phương pháp nào. Vindate. Vindate từ chữ là Vindati. Vindati bằng ngữ căn là quyết đá. Quý đá có nghĩa là được, là gặp, cộng cho M, cộng cho tiếp ngữ á. Thì là vui thích, là hiểu biết, là được lợi. Vui thích, nghĩa là quýnh đá tê, nghĩa là chữ vui thích, nghĩa là vui thích. Thá năng, từ chữ thá ná có nghĩa là tài sản, tức là sự giàu có. Thì với câu hỏi là á năng số la phát tê banh nhân như thế nào được trí tuệ, Đức Thế Tôn chỉ ra bốn pháp để có được trí tuệ. Tức là với câu hỏi như thế nào được trí tuệ thì Đức Thế Tôn ngài chỉ ra bốn pháp để được trí tuệ. Bốn pháp đó là gì thì câu kệ ngôn của Phật ngài trả lời là như vậy, là Sabbahano Arahantan, là tin tưởng bậc A La Hán. Thì bản sứ giải có giải thích như là sách đá Hano, tức là sách đá Hano tí A Chí Ma Há, A Chí rồi, sách đá Hano tí A Đí Ma Há, tức là khởi đầu là cái sự tin tưởng. Sự tin tưởng là từ cái chữ Pali là sách đá Hana, sách đá Hano. Chữ sách đá Hano là sự tin tưởng hay sự tin cậy. Arahantan, Arahantan, từ chữ Arahantá, bậc A La Hán. Bậc A La Hán là bậc đã chứng đạt được niết bàn, đã diệt trừ tất cả mọi ô nhiễm. Bậc A La Hán là chỉ cho Đức Phật, Đức Phật Lục Giác hay là các bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật gọi là Savaka. Các ngài đã chứng đạt được niết bàn, đã phân tích thân hành thiện, phân tích thân hành thiện chữ Pali gọi là ca giá số chá thiết ta, ca giá số số chá thiết ta đi phê đá na, phê đề ná, chữ phê đề ná có nghĩa là phân tích, a đi là trước tiên, ca giá sứ chá đi tá là cái thiện thân thiện hành. Thì sau đó các ngài sẽ phân tích cái 37 pháp dẫn tới giác ngộ. Chữ Pali gọi là sách tá tinh xá bồ thí bắc khí giác phê đa nà. Phê đa nà, phê đa nà là phân tích. Còn bồ thí bắt khi á là con đường dẫn đi, sát tá là sát tá vinh xá là 37, cho nên bồ thí sát tá, xin lỗi, sát tá tinh xá bồ thí bắt khi giá về đó nào là phân tích 37 pháp dẫn tới giác ngộ. Thì giữ á ra hăng á, thì trong cái trên từ á ra hăng á rất là ghê, bậc a la hán á. Thì sách Thông Tình Đạo đã có nêu ra là năm ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là bậc đã xa lìa, tức là A-ra-cá. A-ra-cá là bậc đã xa lìa, tức là chỉ nói là cái bậc A-la-hán hay Đức Thế Tôn được gọi là A-ra-hán vì ngài đã xa lìa tất cả mọi phiền não. Ý nghĩa thứ hai của A-ra-hán tức là bậc không có kẻ thù. Bậc không có kẻ thù, chữ kẻ thù có nghĩa là A-ri. A-ri, bậc không có kẻ thù, do ngài đã diệt trừ hết tuyệt đối, do ngài đã diệt trừ tuyệt đối vô minh và ái dục.
Cho nên Ngài là bậc A-la-hán, là bậc đã không có kẻ thù. Thế ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ ba là bậc phá tan, tức là hát phá, hát phá. Vì Ngài là phá hủy các cây cam, chứ cây cam là A-ra, của bến xe luân hồi. Những cây cam đó chính là cái phúc hành, tức là tạo những cái thiện nghiệp đó. Cái bun nha phí sân sa ra, tức là phúc hành. Hay là phi phúc hành, tức là tạo những ác tức thiện pháp. Tức là chữ Bali là áp bun nha phí sân sa ra, tức là phi phúc hành. Hoặc là phá vỡ luôn cả cái pháp dẫn tới cái cảnh bất động, tức là cảnh vô sắc giới đó, được gọi là bất động hành. Thì chữ bất động hành, chữ Bali gọi là Ananja phí Sankara, Sankara. Như vậy thì bậc A-la-hán là bậc đã phá về những cái cây cam xe. Nó là như vậy. Điều thứ tư, ý nghĩa thứ tư là bậc A-la-hán là bậc xứng đáng. Bậc xứng đáng, chữ xứng đáng là A-ra-hán, là bậc xứng đáng được cúng dường, vì Ngài là bậc xứng đáng được họ lãnh bốn món vật dụng, hay là được sự cúng dường bởi bốn món vật dụng. Đó là ý nghĩa thứ tư. Ý nghĩa thứ tư năm của bậc A-la-hán cũng là Ngài được gọi là A-la-hán bởi vì Ngài không có cái nơi khuất lấp. Chữ Bali gọi là Raha Pha Quá. Tại sao Ngài được gọi Ngài không có chỗ khuất lấp? Do vì Ngài đã diệt đến A-la-hán là diệt trừ tất cả mọi phiền não, nên cho dù rằng ở trước đại chúng, hay ở nơi thanh vắng, hay ở nơi kín đáo, thì Ngài vẫn y nhiên như vậy. Trước đại chúng như thế nào thì ở nơi thanh vắng cũng như thế đó, tức là bậc không có sự khuất lấp. Như vậy bậc A-la-hán có năm ý nghĩa. Năm ý nghĩa theo sách Thanh Đạo thì có năm ý nghĩa. Thứ nhất là bậc đã xa lìa, tức là A-ra-ca. Thứ hai là bậc không có kẻ thù, A-ri. Thứ ba là bậc đã phá tan, tức là A-ta. Thứ này là phá tan cái cây cầm xe của luân hồi. Điều thứ năm, xin lỗi, điều thứ tư là bậc xứng đáng cúng dường, tức là A-ra-ha. Và điều thứ năm là không có nơi khuất lấp, tức là Ra-ha Pha Quá. Đó là cái ý nghĩa của chữ A-ra-ha-ta, tức là bậc A-la-hán. Đây thì tin tưởng vị A-la-hán chỉ là cái pháp khởi đầu thôi. Cho nên câu chuyện ngon Đức Phật Ngài dạy rằng là cái sách đá Hano A-ra-ha-ta là tin tưởng bậc A-la-hán thì chỉ là mới là cái khởi đầu thôi, chứ không phải tin tưởng bậc A-la-hán mà có trí được đâu, mà chỉ là mức khởi đầu thôi. Tiếp theo là Đức Phật Ngài dạy tiếp là tham mang Nibbana Bhattiya, đó là tin pháp đạt niết bàn. Tin bậc A-la-hán rồi phải tin theo cái pháp. Pháp là gì? Pháp là nơi mà Đức Phật Ngài giảng pháp. Đức Phật giảng pháp luôn luôn có mục tiêu là hướng tới niết bàn. Nếu như mà khi những vị pháp sư giảng pháp mà không có đưa tới trước niết bàn thì xem như là không phải giảng pháp đúng rồi. Đức Phật luôn luôn có những pháp, dù cho là bố thí hay là giữ giới hay là cái tu thiền hay chi chi đó, cũng đều có mục tiêu dẫn tới cái niết bàn cả. Ví dụ như nếu Đức Phật nói về pháp bố thí, pháp bố thí là buông bỏ đi, nó chỉ là buông bỏ, tức là đem cho, nhưng mà thật sự đem cho có ý nghĩa là buông bỏ. Cho nên chữ cha gá là dứt bỏ đi, rồi dứt bỏ cái bên ngoài thì phải dứt bỏ cả bên trong. Dứt bỏ bên ngoài là những tài sản về vật chất, như là tiền bạc của cải hay là vật thực y phục, họ lưu cấp của vật. Nhưng mà cái đó chỉ là bút bỏ bên ngoài, cái đó bút bỏ nó nhẹ, nó không có ra đáng kể lắm. Cái đáng kể nhất là bút bỏ đi được cái phiền não bên trong, bút bỏ được tà kiến, bút bỏ được cái hoài nghi, thì người đó nhận được một cái kết quả an lạc, là không phải rơi xuống bốn hoàn cảnh nữa. Rồi bút bỏ được cái dục ái sân hận, thì người đó sẽ không chỉ không còn tái sanh lại trong cõi dục giới nữa, rồi dứt bỏ hết trọn vẹn thì vậy đó sẽ không còn sinh tử luân hồi nữa. Cho nên ngay cả dù cho cái pháp bố thí như vậy, Đức Phật Ngài cũng dẫn dắt tới niết bàn. Thì Ngài sẽ trình bày hai cái loại quả
một loại quả thứ nhất là quả hiệp thế, và một cái loại kết quả thứ hai là đưa tới niết bàn. Cho nên trong hạnh phúc kinh có câu là thứ nhất là nó thành bố thí, bố thí là trước là dứt bỏ đó. Nhưng mà cái bố thí dứt bỏ cái bên ngoài nó không đáng quan trọng bằng cái dứt bỏ ở bên trong. Thế rồi dứt bỏ cái bên trong nó mới dẫn tới được niết bàn, đó mới là hạnh phúc tối thượng, tức là mangala muttama, tức là cái niềm lành tối thượng, mới là được bạn. Nhưng mà những vị pháp sư chỉ kêu gọi bố thí mà không dẫn tới cái niết bàn như vậy thì đã xuyên tạc Đức Thế Tôn. Mà Đức Thế Tôn cũng dạy vậy, ngài kêu bố thí, ngài dạy bố thí, nhưng mà bố thí với cái tâm thí dẫn tới niết bàn, chứ không phải bố thí cái tâm thí mà dẫn tới được sanh làm người, sanh làm cõi trời, hay là sanh làm những cái nhân vật cao cấp, không phải. Bởi vì cái đó là cái quả hữu vi nó sẽ bị vô thường, nhưng mà cái quả thánh a la hán nó chỉ vô thường khi vị đó đã tiến đắc ở bậc cao, hoặc là nó sẽ vô thường khi vị đó sẽ viên tịch, nó là như vậy. Chứ còn khi mà vị còn tồn tại thì cái pháp hành nó vẫn trôi chảy vậy, nhưng dọc thánh vẫn còn. Cho nên cái pháp bố thí của Đức Phật cực kỳ hay, nó vừa tạo cho một cái tài sản ở vật chất bên ngoài, rồi nó tạo ra một cái tài sản là thánh sản. Cái thánh sản mới là cái điều quan trọng, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đó. Nhưng mà không có giảng thuyết để chỉ kêu gọi bố thí mà không có dẫn dắt đi tới niết bàn thì được xem như là xuyên tạc một giáo pháp của Đức Thế Tôn. Nói lại như vậy, tất cả pháp của Đức Thế Tôn đều chỉ có mục tiêu một, liên hệ tới một mục đích, nó là dẫn tới niết bàn, chứ không phải là được những cái hạnh phúc của hữu vi, không phải, mà phải được hạnh phúc của vô vi, phải được hạnh phúc của an lạc của niết bàn. Đó là cái tiêu chỉ của Đức Phật, đó là cái mục tiêu của Đức Phật, đó là cái mục đích của Đức Phật, nó là như vậy. Cho nên thứ hai là Đức Phật dạy rằng là tin tưởng pháp đạt tới niết bàn, tức là tham măng nibbana bhaktiya, là tin pháp đạt tới niết bàn. Chữ tham măng cũng nghe từ chữ tham má, có nghĩa là pháp. Nibbana bhaktiya, nibbana bhaktiya, nó bằng chữ nibbana, nó cộng cho bhakti. Nibbana chúng ta âm là niết bàn, nhưng mà thật sự đó là nghĩa chỉ chữ âm thôi. Còn cái nghĩa chính của cái niết bàn là gì? Nghĩa niết bàn á từ cái gì tiếp là ngữ ní là không, là không, cộng cho quan á là sự ham muốn hay là ái dục. Thì chữ Bali á, chữ V á, nó tương tương đương với chữ B, chữ B. Cho nên chữ V đổi thành hai chữ B. Cho nên là chữ ní cộng cho quan á bằng niết bàn á, tức là không có ái dục. Bát tí gia, từ chữ bát tí, từ bát tí coi như là đắc được, đạt được. Pháp đạt được niết bàn là cái pháp ly tham. Thì ở trong Tăng Chi Kinh, chương bốn pháp, phẩm thứ tư, cái phẩm bánh xe, tức là chắc cá quát gô, bài kinh niềm tin tối thượng, chữ Bali rồi là ắt gấp Bát Sa Đá xuất tăng, niềm tin tối thượng. Bát Sa Đá là cái niềm tin, ác gấp là cao, ác giá là cao phổ. Nói từ lại thành ra ác gấp Bát Sa Đá xuất tăng, bài kinh niềm tin tối thượng. Bài kinh số 34, ký hiệu là A2-34. Thì Đức Phật có dạy có bốn niềm tin tối thượng là: dầu cho có các loài hữu tình nào, này các tỳ khưu, không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không có sắc, có tưởng hay không có tưởng, hay phi tưởng, phi phi tưởng, thì Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt niềm tin vào Đức Phật, họ đặt niềm tin vào tối thượng. Với những ai đặt niềm tin vào nơi tối thượng, họ sẽ nhận được cái quả dị thuộc tối thượng. Tức là tin vào ân Đức Phật là nơi tin tối thượng thì nhận được quả dị thuộc tối thượng. Cái quả dị thuộc tối thượng do cái niềm tin này nó chính là gì? Nó chính là thánh đạo, thánh quả hay là niết bàn. Đó là
một niềm tin thứ nhất. Thứ hai, cái niềm tin thứ hai là dầu cho các loại pháp hữu vi hay vô vi, dầu cho có các loại pháp hữu vi hay vô vi nào, thánh đạo tám ngành được xem là tối thượng. Những ai đặt niềm tin vào thánh đạo tám ngành, họ đặt niềm tin vào nơi tối thượng và họ nhận được quả dị thục tối thượng. Như chúng ta nói, cái tên đó, quả dị thục nó chính là cái quả thánh đạo hay thánh quả, hay là niết bàn. Muốn là thánh đạo thánh quả thôi, mà thánh đạo thánh quả bắt thấy cảnh niết bàn. Cho nên ai đặt niềm tin vào cái pháp bát chánh đạo là đặt niềm tin vào tối thượng. Nhờ đặt niềm tin vào tối thượng, thực hành pháp có tối thượng đó, thì nhận được cái quả tối thượng, nó là thánh đạo và thánh quả. Mà nó bắt được nghe. Thứ ba, dầu cho cái loại pháp hữu vi hay vô vi nào, ly tham, tức là vi ra gá được xem là tối thượng trong tất cả các pháp. Đó chính là niết bàn. Những ai đặt niềm tin vào pháp ly tham, họ đặt niềm tin vào tối thượng. Và với những ai đặt niềm tin vào tối thượng, họ nhận được cái quả dị tục tối thượng. Tức là khi tâm đạo hay tâm thánh quả sinh lên, phải nhận lấy niết bàn làm cảnh. Mãi niết bàn chính là một tên gọi khác của pháp ly tham, hay ly tham là một tên gọi khác cũng chỉ cho niết bàn. Điều thứ tư, dù cho loại chúng tăng hay hội chúng nào, thì chúng tăng đệ tử của Đấng Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả các hội chúng đó, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử Đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt niềm tin vào chúng tăng, họ đặt niềm tin vào tối thượng. Với những ai đặt niềm tin vào tối thượng, họ đạt được quả gì thuộc tối thượng. Để tăng ở đây muốn chỉ cho bốn đạo bốn quả, và đặt niềm tin vào thánh đạo thánh quả thì nhận được kết quả là có thánh đạo thánh quả. Như vậy, như vậy tham mân niết bà ná bát tí gia tin pháp đạt niết bàn là tin vào thánh đạo tám ngành hay tin vào cái pháp ly tham. Như vậy, đây là cái phương pháp thứ hai để mà được trí tuệ. Cái phương cách thứ nhất là tin tưởng vào Đức Thế Tôn. Mà đã tin tưởng vào Đức Thế Tôn là tin tưởng lời dạy của Ngài. Mà tin tưởng lời dạy của Ngài, Ngài luôn luôn dạy về cái pháp bát chánh đạo và pháp ly tham. Thực hành được cái pháp đó thì sẽ được cái trí tuệ. Đây là cái pháp thứ hai. Vì rằng khi mà có cái niềm tin suông, niềm tin theo cái cách này, người đó đạt được trí tuệ siêu thế và hiệp thế. Chữ Pali được gọi là cái chữ Pali có một cái đoạn văn để chỉ cho trí tuệ hiệp thế và siêu thế như sau: Lokiya Lokuttarang Banh Nhân Lakhati. Lakhati là đạt được, Banh Nhân là trí tuệ, Lokiya Lokuttarang là hiệp thế ẩn siêu thế. Khi đang thực hành pháp bát chánh đạo hay là pháp ly tham là pháp tuệ, là cái pháp đó là cái tuệ hiệp thế. Và khi chứng đạt được niết bàn thì bát chánh đạo và ly tham trở thành là tuệ siêu thế. Rồi tiếp theo Đức Phật dạy tiếp là xuất su sanh lapate banh nhân, khéo nghe được trí tuệ. Thì trên từ cái từ cái cụm từ là cái từ ngữ là xuất su na sanh, xuất su sanh nó từ cái chữ là xuất su sa, mà xuất su sa bằng chữ xú là khéo léo tốt, nó cộng cho căn xú là nghe. Nghĩa là xuất su sa nó từ cái động từ là xuất su sa tí, mà xuất su sa hay xuất su sa là khéo nghe. Sự nghe đó là sự nghe theo hay là cái sự vâng lời. La phát tê, từ la phát tí có nghĩa là
nhận được, lãnh được. Xuất su sang la phá tê banh nhân, khéo nghe thì được trí tuệ. Tức là Đức Phật Ngài dạy rằng không phải chỉ đặt niềm tin nơi Đức Thế Tôn, đặt niềm tin nơi Pháp Ly Tham là có được trí tuệ đâu, không được trí tuệ đâu. Niềm tin chỉ là duyên trợ giúp cho cái trí tuệ sinh đời. Cho nên một số Phật tử cứ đi chùa tin tưởng Phật đó, tin tưởng Pháp đó, nhưng mà không phải chỉ tin tưởng Phật, tin tưởng Pháp mà trí tuệ phát sinh lên đâu, mà phải có một phương pháp nữa, như thế nào phải có một phương pháp phải thực hiện nữa. Thì cái niềm tin chỉ là duyên trợ giúp cho cái tuệ sinh lên thôi. Tuệ sinh lên như thế nào? Do có niềm tin vào các vị thánh A-la-hán, do có niềm tin vào Pháp Ly Tham. Chính do cái niềm tin này làm sinh khởi sự đi đến gần, sự thân cận. Sự thân cận với chữ Pali gọi là Upasankamati. Nhờ có sự thân cận đó cho nên có sự lắng tai nghe Pháp. Chữ Pali là lắng tai, lắng nghe bằng tai đó. Chữ Pali là Sotam Odahati, tức là lắng nghe bằng tai, tức là lắng nghe với tâm chăm chú, nghe với một tâm cái tai không bỏ sót một chữ nào, và nghe với cái tâm lắng tai nghe rồi hiểu rõ được ý nghĩa đó. Nhưng mà cho nên ở đây cái thứ hai là khi nghe Pháp thì cần phải nghe bằng tai, chứ không phải là nghe không có tai. Nghe bằng tai là gì? Là nghe một cách chăm chú, nghe để mà hiểu rõ được cái ý nghĩa của Phật ngôn, chứ không phải nghe cho cái hình thức, nghe cho có vẻ là nghe mà không nắm bắt nữa. Đừng nghe giống như là nước đổ trên lá sen rồi trôi tuột đi. Phải nghe giống như là dao nó chém vào trong đá vậy, nó lưu lưu lại có dấu vết trong đó, nó khó phai mờ. Chứ không phải là nghe giống như là những giọt nước mà nó trôi trên lá sen rồi nó tuột hết, không có. Như vậy chúng ta cũng nghe bằng tai là như vậy đó. Tức là có sự lắng nghe Pháp, do được nghe được Pháp thì phát sinh lên cái trí, do nghe được Pháp thì phát sinh lên cái đấy trí. Nhưng đây chỉ là trí văn và trí suy luận mà thôi, trí suy tư mà thôi. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy rằng là xuất su sanh lát phát tê banh nhanh, khéo nghe nhận được trí tuệ. Đây là cái pháp thứ ba để có được cái trí tuệ. Tiếp theo Đức Phật dạy rằng áp phá mắt tô quyết chắc khánh hồ, bậc trí không phóng dật. Thì chúng tôi nói rằng cái chữ áp phá mắt tô hay áp phá mado á thì hòa thượng thường dịch là không phóng dật, nhưng ở đây chữ này có đồng nghĩa hơn nhiều. Thì chữ áp phá mắt phá nó tương đương với chữ áp phá made ma đá phá ma đá, nó đồng nghĩa chữ áp phá ma đá. Mà áp phá ma đá nó bằng chữ ná là không, nó cộng cho bá ma đá. Bá ma đá là sự bê trễ, là cái sự không chú ý, là cái sự buông lung, là cái sự phóng túng. Cho nên bá mắt ta đây, áp bá mắt ta đây là sự không buông lung. Áp bá mắt ta là sự không buông lung, là sự không lừa nhát, là sự không kinh thường. Nghe không ạ? Quý chắc cá nô từ chữ là quý chắc cá ná, tức là người thông minh, là người có trí. Apamato quý chắc cá nô là người trí không có biến nhát, hay là người trí không có sự buông lung, hoặc là người trí không có sự phóng túng. Nghĩa là sau khi nghe với tai, khéo nghe với tai đó, thì tai được nghe diệu pháp, đó chính là những pháp dẫn tới giác ngộ. Thì người có trí tinh cần thực hành pháp, thực hành với một sự nhiệt tâm không có buông lung, tức là appamatto, thực hành với một sự thận trọng, một cái sự nghiêm túc, một cái sự nhiệt tâm như vậy, không có một sự buông lung trong đó. Thì vị ấy thành tựu được quốc cánh là niết bàn,
là chấm dứt đi mọi khổ đau. Vậy ấy thấy rõ thông suốt bốn cái sự thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt, đây là con đường dẫn tới khổ diệt. Vẽ thành tựu được trí do tu tập, được trí do tập này được gọi là trí tu. Chữ Bali gọi là Pawana Maya Nhana. Cho nên cái trí ở đây mà Đức Phật nhấn mạnh đó. Dạ so A La Cá thì hỏi làm cách nào để được trí tuệ, thì ông hỏi được là trí của hiện thế và trí của siêu thế. Thì ở đây Đức Phật Ngài chỉ ra là cái trí đây là trí tồn cao cao tồn nhất, nó chính là cái trí siêu thế bằng bốn pháp như là như vậy. Thì trong Tăng Chi Kinh chương bốn pháp, cái phẩm thứ 25, phẩm sợ hãi phạm tội, chữ Bali gọi là Abatti Phá Giá Bất Vô, bài kinh trí tuệ tăng thượng. Chữ Bali gọi là Banya Vô Thí Số Tâm, bài kinh số 248, ký hiệu là A2 245. Đức Phật này có dạy ở kệ ngôn số 248 như sau: Chattaro Me Tikkhawe Thamma Banya Vô Thí Banya Vô Thí Gia Samvat Tân Tí Katame Chattaro. Bốn pháp này này các thầy cô đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là bốn? Thứ nhất là Sapurisa Sanseo, là thân cận bậc chân nhân. Thứ hai là Sattamman, xin lỗi, thứ hai là Sattamma Savanan, tức là nghe diệu pháp. Thứ ba là Yoniso Manasikaro, tức là tác ý đúng như thật. Và thứ tư là Thamanu Thamap Bát Tí, tức là hành pháp và tùy pháp. Imeho Pikkhave Chattaro Thamma Banya Vuthiya Sangvattanti Tí. Bốn pháp này này các thầy cô đưa đến trí tuệ được tăng trưởng. Như vậy chúng ta thấy rằng cái trí tuệ được tăng trưởng như vậy đó thì dẫn tới do cái bốn pháp. Thứ nhất là thân cận với bậc thánh, giữ sám phương xá đây là bậc thiện trí hay là bậc thánh, thường là phải là bậc, thường là ám chỉ cho bậc thánh thôi, thánh hư học hay là thánh vô học thì cũng chỉ là bậc thánh thôi, thân cận. Rồi nghe nhiều pháp, đây tức là nghe những pháp dẫn tới giác ngộ, chứ không phải nghe những pháp theo tâm lý, không phải nghe những pháp mà đưa tới sự chấm dứt cái khổ luân hồi, chứng đạt được niết bàn, chứ không phải đưa những pháp dẫn tới tham ái, dẫn tới tích lũy thêm tham ái nhiều, không phải. Tức là nghe được nghe diệu pháp. Thứ ba là phải có tác ý đúng như thật, đúng là Yoniso Manasikara, tác ý đúng như sự thật. Và thứ tư là phải hành pháp và tùy theo pháp. Thì những điều này sẽ dẫn tới một cái trí tuệ là chứng đắc được niết bàn, đó là một trí rất là đặc biệt, tức là trí của siêu thế. Cho nên trong bốn pháp này Đức Phật này chỉ ra là thành tựu đạt được cái trí tuệ siêu thế, luôn cả cái trí tuệ hiện thế cũng vậy. Như vậy với câu hỏi của Dạ Xoa Lao Cá là cá tăng số lắp tê bệnh nhân như thế nào đạt được trí tuệ, thì Đức Thế Tôn này chỉ ra cái bốn pháp để thành tựu được cái trí tuệ vừa siêu thế vừa là hiện thế. Đó là gì? Thứ nhất là có niềm tin nơi bậc thánh A La Hán. Thứ hai, có niềm tin nơi pháp dẫn tới giác ngộ. Thứ ba là có sự thân cận với bậc trí và nghe được diệu pháp. Thứ tư là có sự hành pháp bằng cái sự tinh tấn, không biến nhát, không có sự buông lung. Với câu hỏi thứ hai trong kệ ngôn thứ ba của nhà so A La Cá, tức là để được trí tuệ thì chúng ta sẽ phải có bốn pháp. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tin tưởng bậc A La Hán. Thứ hai, có niềm tin pháp để dẫn tới giác ngộ. Thứ ba là có sự thân cận với bậc trí và nghe được pháp dẫn tới giác ngộ. Và thứ tư là phải có sự thực hành pháp và tùy pháp bằng sự tinh tấn, không có biến nhát, không có sự buông lung, không có sự phóng túng. Đó là câu hỏi thứ nhất được giải đáp. Các thăng số lá phát tê bên nhau là như vậy.
Thì với câu hỏi thứ hai trong kệ ngôn này, nếu là kệ ngôn thứ ba đó của Dạ Xoa Lau Cá, chúng ta nhớ rằng câu kệ ngôn thứ nhất chỉ mở màn thôi, nhưng câu kệ ngôn thứ hai thì Dạ Xoa Lau Cá đã chứng quả dự lưu, nhưng mà với trí tuệ thông minh, cho nên có những cái mắc, những cái sự chưa có còn hoài nghi của ông, những cái còn những cái thắc mắc mà chưa giải tỏa xong, thì ông sẽ hỏi tiếp cái câu kệ thứ ba. Và trong kệ câu hỏi thứ ba có năm câu hỏi, mà câu hỏi thứ nhất thì Đức Phật Ngài đã giải cái ý nghĩa này rồi. Tiếp theo là câu hỏi thứ hai là cá thân xú vinh đá tê khả năng như thế nào để được tài sản, tức là để được có được tài sản thì Đức Tôn chỉ ra cái ba pháp. Ở đây chúng ta từ từ chúng ta sẽ thấy rằng cái chữ khả năng là tài sản, thì ở đây chỉ cho hai cái loại tài sản, tức là cái chữ tài sản của Dạ Xoa Lau Cá hỏi đó, như thế nào để được tài sản, thì chữ tài sản này thì có hai loại tài sản, một là cái tài sản hiện thế, hai là tài sản của siêu thế. Tài sản siêu thế là chỉ cho bảy thánh tài của bậc A La Hán hay là năm thánh tài của bậc thánh phù hợp, thì ở trong Tăng Chi Kinh chương hai pháp, cái phẩm thứ 13 là phẩm bố thí, bài kinh thứ 5 tức là A, cái hiệu A 1 93. Đức Phật có dạy rằng ở kệ ngôn số 146, đuê mê thích khắc quê khô ga cá tá mê đuê này, các thầy cô có hai loại tài sản này, thế nào là hai? Amisa phô ga tài sản vật chất và tài sản pháp. Ý mê khô phích khắc quê đuê khô ga này, các thầy cô, đây là hai loại tài sản. Cho nên chúng ta thấy Amisa phô vô tức là tài sản về vật chất, tức là tài sản về cái hiệp thế đó. Rồi trong cái tài sản pháp thì vừa có hiệp thế lẫn có siêu thế, không đó. Và lúc mọi người về dạy là có hai loại tài sản đó là như vậy. Ê tá đắc găng phích khắc quê ý mê săn lụ viên năng phô ga năng giá đi đăng khăm má phô vô tí, này các tỳ khưu, tối thắng trong hai loại tài sản này là tài sản là pháp. Cho nên cái tài sản vật chất của bên ngoài thì không có tối thắng bằng cái tài sản là pháp, đạt được cái thánh sản là tài sản tối thắng, là như vậy. Về tài sản vật chất đó, chữ Bali là Amisa Phogá đó, để gìn giữ tài sản do tự tay cùng với sự nỗ lực đúng pháp có được, thì người cư sĩ phải thực hành bốn pháp gìn giữ tài sản. Tức là đối với tài sản mà vật chất bên ngoài đó, tức là như là vàng ngọc đá quý hay là ruộng đất lâu đài v.v. hay là thuộc về sức khỏe, hay là được cái dung sắc xinh đẹp, được quyền thế v.v. tất cả những tài sản đó để gìn giữ được. Vì sao? Vì tài sản nó sinh lên do cái phước, mà để được gìn giữ được phải có cách pháp, có cách thức gìn giữ. Thì dài về cái tài sản vật chất đó, tức là Amisa Phogá đó, để gìn giữ được tài sản do, ở đây câu kinh văn là do tự tay cùng với sự nỗ lực đúng pháp có được, tức là tài sản mà do mồ hôi nước mắt mình đổ ra, do cái sự nỗ lực của mình đổ ra, do một sự thực hành mà không có vi phạm vào giới hạnh nghiệp ác nó tạo ra, không phải là tài sản do mình lừa gạt, do mình đi nịnh nọt, do mình đi bợ đỡ hay kia, không phải. Mà nó tài sản nó phát sinh từ phước, tức là những cái tài sản đó là tài sản do tự tay cùng với sự nỗ lực đúng pháp mà có được. Thì người cư sĩ muốn gìn giữ tài sản nó cần phải có bốn pháp nữa, có được rồi là khác, gìn giữ nó được là khác. Thì gìn giữ bốn pháp đó là như thế nào? Thì trong Tăng Chi Kinh chương bốn pháp phẩm 26,
cái phẩm thắng trí, chữ Pali là Abhinnya Quốc Cá, Abhinnya Quốc Cá, hay là Abhinnya Quốc Vô, bài kinh Gia Quyến, bài kinh Gia Quyến, rồi Cú Lá Xuất Tăng, bài kinh số 255, ký hiệu là A2 250. Thì Đức Phật có dạy rằng làm những gia đình nào này các tỳ khưu đạt đến sự lớn mạnh trong các tài sản, được tồn tại lâu dài, tất cả đều do bốn sự kiện, hay là một trong bốn sự kiện đó. Thế nào là bốn? Thứ nhất là tìm lại những gì đã mất, chữ Pali gọi là Nathang Gá Quê San Tí, Nathang Gá Quê San Tí, tìm lại những gì đã mất. Pháp thứ nhất. Pháp thứ hai là sửa lại những gì đã cũ kỹ, chữ Pali gọi là Chinh Năng, Chinh Năng là già nua đó, Chinh Năng Bát Tí Săn Khá Rôn Tí, là sửa chữa lại những gì đã cũ kỹ. Để chữ Chinh Ná là quá khứ phân từ của Chi Rá Tí, Chi Rá Tí, và Chi Rá Tí từ ngữ căn là Chi Rá, có nghĩa là tăng lên, lớn lên, nó cộng tiếp với ngữ Á là ao mò, cho nên Chi Rá Tí có nghĩa là trở nên già, trở nên già. Cho nên Chinh Ná là một cái đã già lão, hay là đã cũ kỹ. Chinh Ná có nghĩa là đã hao mòn, đã cũ kỹ, đã già nua, đã già lão. Đó là pháp thứ hai. Thứ nhất là tìm lại những gì đã mất, nát thăng gá quy san tí. Thứ hai, sửa chữa lại những gì đã cũ, Chinh Năng Bát Tí Săn Khá Rôn Tô, Săn Khá Rôn Tí. Thì pháp thứ ba là ăn uống không quá độ, tức là Bari Mi Mi Tá Ba Na Phô Cha Na. Và thứ tư là đặt nam nhân hay nữ nhân có giới hạnh vào địa vị tối thánh, Si Lá Quanh Tăng Kích Thinh Qua Bú Thí Sang Qua. Đây là bốn pháp mà gìn giữ cái tài sản của mình. Trong Bali còn thiếu một đoạn, tức là Si Lá Quanh Tăng Kích Thinh Qua Bú Thí Sang Qua A Thí Bách Chê, A Thí Bách Chê Pháp Bên Tí. Tức là đặt người nam hay người nữ có gia hạnh vào địa vị lãnh đạo, hay là cái địa vị mà có quyền hành. Thì bản sứ giải có giải tóm lược như sau: biết tìm lại những gì đã mất, trước tiên là chỉ cho những tài sản quý đã mất. Tài sản quý đã mất đó, chính là chỉ cho cái phước mà phước thiện mình đã suy giảm. Bởi vì khi mình có một cái tài sản nào lớn hay là tài sản quý mà mình bị mất đi, thì tức là cái phước mình đã thối giảm, hay hoặc là phước mình nó không còn. Thì phải tìm lại những cái tài sản nó mất và chỉ cho những tài sản quý. Mà tài sản quý ở đây thì Đức Phật ngài chỉ ra cái phước. Bởi vì những cái tài sản mà mình có trong hiện lộ ra đó, như là giàu sang, hay là có xinh đẹp, hay là có quyền thế, hay là có những cái thế lực lớn như vậy, nhưng mà những tài sản này nó phát sinh đúng pháp nha, bằng cái tự tay, bằng sự nỗ lực của mình nha. Nhưng mà nó là như vậy đó, nhưng mà xem như cái phước của mình nó đã bị thối giảm, cũng giống như những hạt giống trong kho được lấy ra được gieo lên, thì cái hạt giống trong kho nó thiếu vắng cái hạt giống rồi. Mặc dù ở ngoài ruộng lúa có những cái cây lúa xanh tốt nó đang chuẩn bị cho quả, nhưng mà cái ruộng lúa mà trong cái kho lúa mình nó đã hao hụt đi rất nhiều, thì phải cần phải bổ túc lại cho cái kho lúa mình nó đầy đủ, nó tăng trưởng lên. Còn nếu mà cứ một cái kho lúa như vậy cứ dùng hoài thì một lúc nào đó kho lúa cũng sẽ hết, mà không có cái gì bổ túc vô này. Cho nên cái gìn giữ cái tài muốn biết tìm lại là muốn tìm lại những gì đã mất. Thì cái nó mất đó, cái mất đó là cái quả của phước, trong khi mình phải cần giữ lấy cái phước, tập trung cái phước cho nhiều, để gì? Để đạt được một cái cao hơn. Ví dụ một người mà có một số lượng tài sản mà chưa có đủ để
mua một cái tạo ra một cái vật di chuyển cho nhanh. Nếu mà người đó không có gìn giữ lại cái nay xài mớ mai xài mớ thì lúc nào đó người đó sẽ không thể có được một cái vật dụng đi cho nhanh. Còn trái lại người đó chỉ xài một phần nào thôi, rồi người ta bổ túc vô vậy, thì mỗi lúc nào đó người đó có đủ cái đủ đủ cái phương tiện để mà sắm sửa là một cái vật di chuyển rất nhanh và đi đến nơi nhanh chóng mà mình mong muốn. Cho nên cái tài sản mà đã bị hao hụt đi được xem như là tài sản đã mất, và cần phải tìm lại cái tài sản đã mất đó. Tài sản đã mất thì nghe chỉ tưởng là những đồ vật quý giá, nhưng đồ vật quý giá nó chỉ là bên ngoài thôi, mà cái tài sản mất của mình chính là cái quả thiện mình đã trổ. Quả thiện mình đã trổ ai cũng mong cầu hết, nhưng mà không thấy được cái nhân mà có cái quả đó, cái những cái quả thiện đó đó nó chính là cái nhân tốt, mà nhân tốt nó đã bị hao hụt rồi, nó đã do thành quả rồi à, thì là nó không có còn như cũ nữa, thì phải biết tìm lại những gì đã mất, tức là tìm lại phước của mình đã trổ. Những phước mình đã trổ rồi nó cho kết quả, thì từ những kết quả nó tìm lại những cái phước mà nó đã trổ đi để bồi dưỡng lại trong cái kho phước mình còn đầy đủ hoặc là như là như vậy. Như minh họa cho câu chuyện này chính là, xin lỗi, minh họa cho cái điều này nó chính là câu chuyện của bà Kisa Gotami. Thì chuyện này còn chỉ tóm lược thôi để minh họa thôi. Thì có một trưởng giả có 400 triệu tiền vàng, đột nhiên 400 triệu tiền vàng của ông đã biến thành than hay sỏi, nghe mày. Ông rất là sầu khổ bởi vì tài sản 400 triệu tiền vàng đâu phải nhỏ đâu, đột ngột thì mà bị biến mất nhà hàng vàng. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tài sản mình mất ấy, có một số người ấy, mất cả hàng tỷ, trong khi có những người nghèo họ nhìn 300 triệu 400 triệu thì họ cũng cũng cảm cảm thấy là một cái giấc mơ của họ không nghĩ tới được. Nhưng mà có người mất cả hàng ngàn tỷ hay là hàng chục tỷ, nhưng mà họ không biết rằng đó là cái phước mình đã giảm, cái phước mình tại vì mình làm như thế nào đó thì cái phước mình nó là bị giảm, hoặc là một nghiệp quả ở trong quá khứ nó chen vào, một trong nghiệp quả ở trong quá khứ chen vào đó, cái quả trộm cắp. Bởi sao? Bởi quả trộm cắp nó sẽ có năm cái tai hại. Một là tài sản bị nước cuốn trôi, thứ hai tài sản bị lửa thiêu đốt, thứ ba là tài sản bị trộm cắp, bị cướp bóc, bị trộm cắp. Thì cái sự mà mình bị lừa gạt đó, nó cũng chỉ là cái tài sản do cái quả của trộm cắp nó gây ra thôi, tức là bị lừa mất cả hàng tỷ đồng chẳng hạn vậy, nó cũng là do cái quả trộm cắp ở trong quá khứ nó chèn vô. Rồi điều thứ tư của quả của trộm cắp nữa là gì, là bị vô quan chiếm đoạt. Những cái hình thức mà hối lộ hiện tại đó thấy như vậy, nhưng mà rõ ràng rằng là xem như bị vô quan chiếm đoạt mà không thấy biết. Và điều thứ năm là cái người thừa tự đó họ sẽ phá sạch cái tài sản đó mà mình có được như vậy. Đó là đây là kết quả của sự trộm cắp. Cho nên cái tài sản mà đã biến mất đó là xem như cái phước nó đã thối giảm là một, thứ hai một ác quả nó chen, một ác quả nó đã chen vô nó làm cho phước bị tổn giảm, và phước bị tổn giảm cho nên tài sản bị biến mất, nó là như vậy. Thì câu chuyện của bà Kisa Gotami thì ông trưởng giả này cũng có 400 triệu tiền vàng vậy, rồi đột ngột 400 triệu tiền vàng biến thành than và sỏi nha vậy. Thì ông rất là buồn khổ, số tiền lớn mà rất là buồn khổ. Thì bây giờ có một trưởng giả bạn của ông mới nghe thấy vậy, mới khuyên rằng là phước của anh nó đã mất rồi, đã hết rồi, cho nên tài sản nó mới ra như vậy. Bây giờ anh phải tìm một cái người nào có phước để mà khôi phục lại tài sản này. Thì ông trưởng giả mà bị mất 400 triệu tiền vàng đó đó, tiền vàng biến thành than sỏi đó, nói làm sao mà tôi biết được cái người nào có phước thì tôi giao đây, tôi tìm được người nào có phước tôi giao để cho tài sản nó phát sinh trở lại. Nói thì dù sao thì ổng cũng còn có cơ hội hưởng những cái tài sản đó, còn bây giờ anh thành than sỏi thì hưởng cái gì. Thì người bạn này mới bà bảo rằng muốn tìm đó,
Thì không có chỗ nào mà tốt hơn là ở chợ hết. Anh hãy đem than và sỏi ra chợ để bán, nhưng không bán, để không bán. Ai tới mua thì anh biết giá trị nó không phải là than sỏi, nó không phải là sỏi, không phải là than, mà nó là ngọc, là vàng, thì anh đừng có bán. Nhưng mà người nào tới nói, ủa tại sao ông dám đem vàng sỏi ra đây ông bán, thì người đó là người có phước. Người có phước sẽ nhìn thấy cái người khác, người không phước thì nhìn thấy là sỏi hay là than, nhưng mà người có phước sẽ nhìn thấy là vàng hay là vàng ngọc chẳng hạn, mà thì anh sẽ mang về nhà để mà giao tài sản cho người đó. Thì nghe lời của người bạn này, ông ta mới ra ngoài chợ cũng bày những cái sỏi và than ra, nhưng mà không bán, bày ra bán nhưng mà không bán, dưới là rao bán nhưng mà không bán. Thì ông tìm được một cái người có phước là nàng Kisa Gotami. Lúc đó nàng Kisa Gotami được 16 tuổi và phải là một con một cái người nghèo, nên cũng do một cái quả xấu trong quá khứ. Mà Kisa Gotami sau này được Đức Tôn ban cho địa vị là đệ nhất về mặt y củ rách, y phấn tạo. Một cái địa vị cũng phải là kém gì đâu, một trong 13 vị nữ ni tối thắng của Đức Thế Tôn. Bà có cái hạnh là mặc y, sau này bà chỉ mặc y củ rách uy quan quan bỏ thôi, không mặc y gia chủ. Gia chủ với y gia chủ mà có dâng lên bà cũng không nhận, bà chỉ đi tìm những dải quan bỏ về bà kết lại để làm cái để làm y phục mà thôi. Thì lúc đó bà mới 16 tuổi mà gia đình cũng nghèo, cho nên bà mới đi một hôm bà đi chợ, bà nhìn đi ngang qua cửa hàng của ông chủ giả, bà mới hỏi ủa này ông, tại sao ông đem vàng với ngọc ra đây ông bán, ông sợ người ta giật thì sao? Thì trước đây người ta tới người ta mua ông không bán. Người thường chỉ thấy là người kém phước là nhìn chỉ thấy là than với sỏi thôi, rồi mua thì ông không bán. Nhưng tự nhiên rồi có cô gái đi tới nói sao ông bán vàng với ngọc ở đây, ông không sợ bị giật à? Cái ông nói này cô, đây là than mà với sỏi mà, không tôi thấy vàng với ngọc đâu, cô lấy nói vàng ngọc đâu, cô lấy lên cho tôi coi coi. Thì nàng Kisa Gotami, nàng tên nàng Kisa Gotami bởi vì nàng là người ốm yếu, Gotami là cái họ, nàng Kisa là yếu ớt hay là mỏng manh hay là ốm yếu nghe vậy. Cho nên thì nàng được gọi là Kisa Gotami, tức là nàng Gotami ốm yếu hay là nàng Gotami mỏng manh nghe vậy. Thì nàng Kisa Gotami lấy đưa tay lấy một cái ít than và sỏi, gọi là thì trong cái bàn tay cô những cái thỏi xa gây ra những cái thỏi than đó nó trở thành là vàng, những cái viên sỏi đó nó trở thành là ngọc không vậy. Ông này thấy này rất mừng, biết đây là người phú quý rồi, và hỏi rằng là nàng bao nhiêu tuổi? Nói thưa ông, tôi 16 tuổi. Nàng có gia đình chưa? Dạ chưa. Nghe vậy thì ông hỏi nhà cửa câu này xong, rồi chiều hôm đó ông tới rước con này về làm vợ của con đứa con trai mình, đứa con trai mình. Rồi sau đó ông mới dẫn cái nàng Kisa Gotami đi khắp cái trang của mình, cái trang viện của mình, và chỉ những cái tài sản đó mà nói rằng này con, giờ cha giao hết tài sản này cho con nè, con sẽ là người quyền hành quản lý cái tài sản này. Thì ông vừa dứt lời á, nàng Gotami nhận lời xong thì những cái kho vàng của ông, những cái kho ngọc của ông trước đây nó là than là sỏi, thì nó trở nên lại là vàng với ngọc như vậy. Cho nên cái tìm lại cái tài sản đã mất nó là như vậy. Thì chuyện này nằm ở trong chú giải kinh Pháp Cú câu số 114. Đây được gọi là tìm lại những gì đã mất. Đức Thế Tôn ngài dạy nên tạo phước, cái phước báo thì phước báo khi tài sản đang có đó là quả của phước, và do đó phước sẽ vơi đi, cho nên cần phải làm việc phước nhiều để mà có lại những cái tài sản sung mãn. Câu thứ hai, biết sửa lại những gì đã cũ, nghĩa là cần phải xem xét lại cái giới hạnh của mình. Bởi vì
từ khi mình thọ giới xong á, thì lâu ngày mình không có xem xét lại, cũng ví như mình có một cái bát quý nhưng mà mình không khéo lau chùi, mình không có sử dụng, mình không có chăm sóc, thì một lúc nào đó cái bát nó bị dơ. Cũng vậy, cái giới hạnh của mình thọ trì như vậy, nhưng mà do cái tính mà thường cho nó là, cho nó cái pháp nó là bị thường hạn, chứ thật sự là cái giới mình cũng bị vô thường. Tại vì giới mình là một cái loại pháp hữu vi, đã hữu vi cũng bị vô thường, có đôi khi nó bị đứt, đôi khi nó bị bận nhơ, đôi khi nó bị hư hỏng hết, bị hoại hết rồi. Như vậy tìm lại những gì cũ kỹ, tức là tìm lại những cái giới hạnh mình, xem xét quán xét lại những giới hạnh mình để mà sửa chữa lại những cái gì nó bị hư hao, nó bị cũ kỹ, nó bị dơ bẩn cái hào bạc. Tức là câu thứ hai là Đức Phật ngài chỉ ra cái pháp giữ giới của người gia chủ. Người gia chủ pháp đầu tiên là Đức Phật ngài chỉ ra pháp bố thí, tức là biết tìm lại những gì đã mất, còn chỉ cho những pháp bố thí, rồi biết sửa chữa lại những gì mà đã cũ kỹ, là chỉ cho cái pháp trì giới, nó trì giới. Những cái pháp này đó là những cái pháp mà dẫn tới giác ngộ thôi, chứ không phải là sửa chữa cái nhà cũ kỹ, mặc dù điều đó cũng đúng á, hoặc là sửa chữa lại những, nếu mình nói về cái vật chất thì có thể sửa chữa lại những ngôi bảo tháp, sửa chữa lại những cái ngôi chánh điện, sửa chữa lại những cái gì đó là hư mục, nó là chỉ bề ngoài thôi, nhưng mà cái bề trong phải sửa chữa là cái giới của mình, sửa chữa là cái tâm của mình, để tâm mình tránh đi những cái hư hỏng, cái giới mình tránh đi khỏi những bị đứt, bị hoại, bị hư, bị ô nhiễm của vật. Cho nên mình biết sửa chữa lại những gì đã cũ kỹ. Bên ngoài thì là những như là chánh điện, bảo tháp hay là nhà cửa, nhưng mà chỉ bên ngoài thôi, còn sửa chữa bên trong kìa, tức là cái tâm của mình á, sửa chữa cái tâm mình cho nó được là tốt đẹp hơn. Người mà có giới hạnh được trong sạch sẽ giữ được cái tài sản không bị hư hoại bởi lửa, bởi nước, bởi trộm đạo, bởi vua quan chiếm đoạt, hay là bởi những người thừa tự phá hoại. Như vậy điều thứ ba là ăn uống có độ lượng, là chỉ cho sự tiêu pha, không rơi vào khắc khổ, cũng không quá xa xỉ lãng phí. Thì cái điều này Đức Thế Tôn ngài chỉ ra không quá khắc khổ, rơi vào khổ hạnh rồi, quá khắc khổ. Cái người mà có tài sản nhiều mà không dám sử dụng thì giống như người chết đói ở trên một đống lương thực. Cái người nào chết đói trong đống lương thực như vậy, bởi vì quá khắc khổ, quá kiêng khem này kia mà không dám sử dụng cho chính bản thân mình. Không phải kiêng khem vì bệnh tật gì cả, mà kiêng khem về cái bệnh mà bốn rít, tức là bệnh hà tiện đó, bệnh bỏ sản đó. Thì giống như một cái người mà có giếng nước trong mà không dám uống, có giếng nước mát mà không dám uống, thì không mang lợi ích gì cho mình, cũng không mang lợi ích gì cho người. Thứ hai nữa là không nên lãng phí, tức là cái người mà lãng phí thì trong sách giải Bali gọi là giống người ăn cây sung, ăn trái sung. Thông thường cái người ăn trái sung họ rung cây, họ trái sung rụng xuống, rồi họ nhặt lấy những trái sung, mà trái nào ăn được họ ăn trái nào, rung rụng xuống, mà ăn không được họ ném bỏ đi. Cũng vậy, cái lãng phí là cái mình xài còn ít thôi mà lại cái đồ mà mình không xài nó bỏ rất là nhiều, không lãng phí như vậy là nó làm phung phí những tài sản của những người khác, nó cũng không tốt lắm. Mà cái điều này Đức Phật ngài nói là như vậy để cho chúng ta thấy ngài ngầm nói trong đó là thực hiện con đường giữa, tức là không có quá khắc khổ, cũng không quá lãng phí, cũng không quá rơi vào cái khổ hạnh, cũng không quá rơi vào cái lợi dưỡng. Bởi vì ăn dù ngon dù sang, mặc dù đẹp, nằm giường nó tốt đẹp chăng nữa thì nó cũng chỉ là một thoáng chốc thôi. Ăn dù cho ngon lắm thì nó vô trọng nó cũng trở thành là những cái chất hôi tanh, và nó chỉ được vài giờ. Mặc cho đẹp lắm thì cũng được vài ngày, nó cũng không có, nó cũng trở nên cũ kỹ, nó cũng trở nên dơ bẩn. Còn y phục chúng ta mặc nhiều lắm cũng 2 ngày 3 ngày là nó cũng hôi rồi. Vâng ạ.
cái giường chúng ta ngủ, ngủ đêm sáng ra nó cũng đã hôi rồi, chẳng hạn vậy, nó không có tồn tại lâu dài. Cho nên cái lãng phí và cái lợi dưỡng, tức là lãng phí thì chỉ cho lợi dưỡng, còn khắc khổ chỉ cho cái khổ hạnh, và hai con đường này phải tránh. Như vậy thì câu này Đức Phật ngài chỉ ra con đường giữa, tức là ba chánh đạo, tức là không có quá lợi dưỡng cũng không quá khổ hạnh, đó là câu thứ ba. Tức là ăn uống có độ lượng. Rồi câu thứ tư, đặt người có giới hạnh vào địa vị lãnh đạo. Cái chữ a thí bát chá, a thí bát chá là chủ, là quyền hành. Tháp bên tí nó từ chữ là tháp bê tá, tháp bê tí, tháp bê tí có nghĩa là đặt lễ. Người đặt lễ vào vị trí lãnh đạo phải là người có thành tựu về sắc đẹp này, và có sức mạnh về thân. Nhưng mà thông thường ở ngoài, cái người lãnh đạo phải có sắc đẹp về thân và có sức mạnh về thân. Tức là cái người lãnh đạo á, không thể là cái người mù, không thể là người điếc, hoặc là không thể là người què, hay là cái người thì tay chân không có, không thể được. Phải là người có thân hình rất đẹp và đồng thời nó phải có sức mạnh. Cái người ốm yếu, người mà không có đủ sức mạnh thì không thể lãnh đạo được. Sức mạnh về quyền uy cũng có, sức mạnh về đức độ cũng có, sức mạnh về thân lực cũng có, người phải có sức mạnh. Những vị lãnh đạo thường thường là những người có sức mạnh, sức mạnh về thân cũng có, sức mạnh về cái đức độ cũng có, phải có mới là lãnh đạo được, mới có một sự lãnh đạo lâu dài được. Không ai thấy một ông vua nào mà thì ốm yếu gầy mòn cả, mà ông vua mà ốm yếu gầy mòn vậy thì nó bị quần thần nó khinh chê, và có một cơ hội nào đó nó sẽ lật đổ mà thôi. Mà nếu không đức độ thì có lúc nó cũng bị lật đổ, nó cũng sẽ xóa ngồi. Như vậy đặt người nam hay người nữ có giới hạnh vào địa vị lãnh đạo. Có giới hạnh đây là chỉ cho một cái nội tâm mà rất là liêm chính, tốt đẹp. Ngay cả cái thân ngoài được xinh đẹp, tức là chữ xinh đẹp ở đây, thân được xinh đẹp cũng chỉ cho tứ vô lượng tâm. Cái người mà có tứ vô lượng tâm là cái người có sự xinh đẹp. Rồi cái người sức này có sức lực là chỉ cho, nếu về cái ngoại hình nó có sức lực là khỏe mạnh cường tráng đó là, nhưng mà cái đó không có quan trọng bằng cái sức lực nội tâm. Sức nội tâm nói gì? Nó chính là năm lực, là tính tấn, niệm, định, tuệ. Mà giới hạnh hay là từ vi hỷ xã tứ vô lượng tâm, hay là tính tấn, niệm, định, tuệ về lực, tất cả những pháp này có thể dẫn tới niết bàn được. Cho nên cái đặt người có giới hạnh vào địa vị lãnh đạo là chỉ cho cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đó là những người có giới hạnh. Mà ở chánh đạo tức là nương theo bát chánh đạo để mà tu tập về thân, về lời nói và về ý. Về ý thì có chánh kiến, thấy rõ này, thấy rõ kia, vân vân, thấy được vô thường, tổ vô ngã, vân vân. Như vậy thì trong bốn câu kệ nương ông này, mặc dù nói theo cái ý của cuộc đời, tức là biết tìm lại những gì đã mất thì chỉ cho pháp bố thí, biết sửa chữa những gì đã cũ kỹ là chỉ cho pháp trì giới. Rồi ăn uống không có khắc khổ, không có lãng phí là chỉ cho bát chánh đạo, và đặt cái người có giới hạnh vào địa vị lãnh đạo là nương theo bát chánh đạo để mà thực hành. Tức là phải có cái thân xinh đẹp, tức là chỉ cho tứ vô lượng tâm, phải có thân có đầy, có nhiều sức lực chỉ cho tính tấn, niệm, định lực, tuệ lực để mà dẫn tới niết bàn. Nó là như vậy thì câu kệ ngôn bốn điều như vậy, lúc nào Đức Phật này cũng dẫn tới cái niết bàn là như vậy. Nó có một đức cả cái quan công rồi. Và thì trong Tăng Chi Kinh, trong Tăng Chi Kinh ở chương bốn pháp, chương năm pháp thì có câu hỏi rằng, nhưng vì sao người gia chủ muốn gây dựng tài sản, những người tài sản thì trong cái chương năm pháp đó thì có năm pháp mà người
gia chủ muốn ngày dưỡng tài sản, muốn dưỡng tài sản. Thì đây là nằm ở trong bài kinh ở trong phẩm vua Minh Đá, Minh Đá, Minh Đá Ra Chá Mắc Cô, tức là phẩm vua Minh Đá. Bài kinh nghĩa là trở thành giàu, trở thành Adiyá Xuất Tăng, số 41, ký hiệu là A2 145, xin lỗi A3 145, lỗi A3 45 chứ không phải 145, ký hiệu là A3 45. Thì Đức Thế Tôn có dạy gia chủ Anathimandika như vậy: này gia chủ, có năm lý do này để gây dựng tài sản, thế nào là năm? Chữ tài sản này chúng ta phải hiểu là bao gồm cả hai loại tài sản của hiệp thế và tài sản của siêu thế. Ở đây này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, thì tự mình được an lạc, an hỷ và chân chánh duy trì được sự an lạc, làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì được sự an lạc, tức là nuôi dưỡng cha mẹ đó. Thứ ba là làm cho vợ con, những người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc này. Đây là lý do thứ nhất để gây dựng được tài sản. Tức là cái người mà gia chủ đó muốn gây dựng tài sản, trước tiên gây dựng tài sản bên ngoài, rồi tiếp theo là gây dựng tài sản bên trong cho mình. Thì ở bên ngoài có ba cái loại tài sản này, mà ba loại tài sản này nếu ứng vào trong cái nội tâm cũng không phải là không có đâu nha. Thứ nhất là tự mình được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì được sự an lạc, muốn chỉ cho mình thực hành pháp, để chứng đạt được cái an lạc là niết bàn. Rồi làm cho cha mẹ an lạc, hoan hỷ và chân chánh được duy trì sự an lạc. Điều này thì ở bên ngoài chỉ là thân bằng quyến thuộc mình, nhưng mà bên trong là chỉ cho hướng dẫn những thân bằng quyến thuộc mình đi vào trong con đường đạo pháp, để cha mẹ, vợ con, những người phục vụ được cái sự chứng đắc được đạo quả, chúng ta cũng được sự an lạc. Các bạn cứ giúp cho cha mẹ, để trả ơn cha mẹ được an lạc, hoan hỷ, chân chánh duy trì được sự an lạc, đó là điều thứ hai, tức là cha mẹ. Rồi thứ ba là trợ giúp tiếp độ thân bằng quyến thuộc, tức là vợ con, rồi người phục vụ, các người làm công được an lạc, được hoan hỷ và chân chánh duy trì được sự an lạc. Tức là mình đã chứng đắc đạo quả rồi thì mình giúp cho tế độ quyến thuộc là vợ con, rồi tế độ cho những người làm công như ông Anathimandika đó, có một cái người nô lệ là gác ở cổng thành, xin lỗi, gác ở cổng kỳ viên. Ông bố trí cái người làm công mình gác ở cổng kỳ viên. Một lúc nào đó cái vị này thấy nghe pháp được Đức Thế Tôn, xin xuất gia, ông cho đi xuất gia. Và sau này vị này khi mà xuất gia có tên gọi là Dasaka, Dasa là nô lệ, Dasaka là người nô lệ. Và sau này thì ngài Dasaka này chứng quả A La Hán, cũng là mang tới cái đem tới sự an lạc cho những người làm công. Chúng ta có thấy thì với ba cái điều kiện này, cho nên lý do thứ nhất để gây dựng tài sản đó là lý do nhất. Lý do thứ hai, lại nữa, vị thánh đệ tử tự được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp, vị ấy làm cho bạn bè thân hữu được an lạc. Bởi vì khi có tài sản bên ngoài thì vậy đó sẽ được giao du, mà khi mà đã giao du dẫn những người bạn mình đi vào trong chánh pháp, tìm hiểu chánh pháp và học hỏi những chánh pháp như vậy, và nhờ vậy những người đó được hoan hỷ và chân chánh duy trì được sự an lạc. Đây là lý do thứ hai để mà gây dựng tài sản. Lý do thứ ba, lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, thì các tai họa từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay người thừa tự được chặn đứng lại, và vị ấy gìn giữ tài sản một cách an toàn. Đây là lý do thứ ba
để gầy dựng tài sản. Thứ tư, lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp, có thể làm năm sự hiến cúng, năm ngự sự hiến cúng, tức là trợ giúp á, hoặc là biếu sáng nữa, hay là cúng dường nha bạn. Thứ nhất là hiến cúng cho bà con, tức là thân miếu những bà con, những tài sản giúp đỡ với những thân bằng quyến thuộc mình, khi mà họ hữu sự mình có cơ hội mình giúp đỡ họ, thì danh từ hiến cúng đây có nghĩa là đem tặng, đem cho với một sự tôn trọng, nếu không phải là đem cho như người cho cái người thường, chứ không phải. Thứ hai là hiến cúng cho khách, tức là có những người khách thân ở tha phương mới về chẳng hạn vậy, thì mình cũng có cơ hội mình đãi đàn họ, mình chiêu dụ họ, quên, mình chiêu mộ họ, mình tiếp đãi họ một cách thân tình mà. Rồi điểm thứ ba là hiến cúng cho những hương linh đã quá giảng, tức là mình tạo những phước để hồi hướng cho những thân bằng quý thuộc của mình đã quá giảng. Và điều thứ tư là hiến cúng cho vua, tức là mình có những cái tài sản gì mà có tốt đẹp thì mình có thể là đem tới biếu vua, dân vua, nhờ đó nhờ vua có thể là gìn giữ cho mình, bảo vệ cho mình, bởi vì ông là con người có quyền lực mà, mình sống ở trong cái thì đất nước của ông đang quản lý mình, mình có những cái gì đó mình biếu sáng mình tặng họ, thì nhờ đó những vị vua đó có thể là bảo vệ cho mình, giúp mình đỡ an toàn, và nhờ đó những bọn trộm cướp, những người đó cũng không dám quấy rầy mình, chẳng hạn vậy. Như vậy này, cái điều thứ tư là hiến cúng cho vua, điều thứ năm là hiến cúng cho chư thiên, tức là mình làm phước mình hồi hướng nó chư thiên, hoặc là những lễ vật mình cúng dường nó chư thiên, vân vân. Đây là lý do thứ tư để được gầy dựng tài sản. Lý do thứ năm, lại nữa, này gia chủ, vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh bàn tay, kiếm được do mồ hôi đổ ra, thâu được cách hợp pháp, đối với các sa môn bà la môn. Nè, những vị sa môn bà la môn này nào đã đi kiêu mạng, đã lìa bỏ sự phóng túng, đang trú trong sự nhẫn nại, nhu hòa, tự mình nhiếp phục, tự mình được an tịnh, tự mình làm lắng dịu. Đối với vị sa môn bà la môn như vậy, vị đó tổ chức sự cúng dường tối thượng, đưa đến cảnh giới chư thiên, được quả gì thuộc, đưa đến cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản. Đức Thế Tôn cũng dạy gia chủ Anathapindika về bốn pháp cả lạc, cả hỷ, cả ý, khó tìm ở đời. Đối với tài sản tìm được một cách là đúng pháp. Bốn pháp đó là gì? Bốn pháp đó là gì? Thì trong Tăng Chi Kinh chương bốn pháp, cái phẩm thứ bảy, phẩm nghiệp thành tựu, chữ Bali gọi là Bát Tá Cam Má, Bát Tá Cam Má, Bát Cá. Thì bài kinh nghiệp thành tựu cũng bài kinh nó chỉ sửa lại là cái xuất tăng mà thôi, tức là Bát Tá Cam Má xuất tăng, tức là kinh nghiệp thành tựu. Bài kinh thưa số 61, ký hiệu là A265. Đức Phật có dạy gia chủ Anathapindika như sau: có bốn pháp này, này gia chủ, cả lạ, cả hỷ, cả ý, có tìm ở đời. Thế nào là bốn? Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp, đây là pháp thứ nhất, cả lạ, cả hỷ, cả ý, có tìm ở đời. Tài sản khởi lên cho ta đúng pháp là tài sản do phước sinh lên, tài sản không do bị lừa gạt, không do gạt cẩm người khác, không do lừa bị người khác, không do nịnh nọt, không do sát sanh, không do trộm cắp. Thế tài mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp, tức là do cái nghiệp thiện nó tạo sanh lên, không vậy? Còn thứ hai là tài sản đã được đúng pháp, mong rằng tiếng tốt được đồn về ta cùng với thân bằng quyến thuộc và các bậc thầy tổ, đây là pháp thứ hai, cả hai là cả ý khó tìm được ở đời. Tài sản có rồi, nhưng mà cái tiếng thơm, tiếng tốt được lan rộng ra, chứ không phải thì cái mang cái tiếng là giàu mà kẹo, giàu mà khó tánh, giàu mà kiêu mạn thì không đấy. Cho nên tập cho con tánh nhu hòa, dù có thì tài sản nhiều cũng tỏ ra mình khiêm tốn, tỏ ra mình khiêm nhường,
không có kiêu mạn, nó không có hống hách, không có tự cao, vân vân, đại khái như vậy. Điều thứ ba, tài sản đã được cúng pháp rồi, tiếng tốt đã được lan rộng rồi, và đó là hai pháp rồi. Điều thứ ba là mong rằng ta phải sống lâu, được gìn giữ cái thọ mạng lâu dài, thì mong được sống lâu để gìn giữ thọ mạng lâu dài, không có cách gì khác là chỉ có gìn giữ giới hạnh, nên có thể là thọ mạng được lâu dài, đúng. Đây là pháp thứ ba, cả lạc, cả hỷ, cả ý có tiệm lời. Và điều thứ tư, tài sản đã phát sanh đúng pháp, tiếng tốt đã được đồn về ta, cùng với bà con thân bằng quý thuộc, sau khi được sống lâu, gìn giữ thọ mạng kéo dài, mong rằng sau khi thân bại mệnh chung, ta sinh về cõi thiên, cõi trời, cõi đời này. Đây là pháp thứ tư, cũng có tìm, pháp thứ tư có cả lạc, cả hỷ, cả ý, có tìm ở được đời. Bốn pháp này, này gia chủ, là cả lạc, cả hỷ, cả ý, có tìm ở trên đời như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng, đối với bốn pháp cả lạc, cả hỷ, cả ý, có tìm trên đời này, thì có cái bốn pháp đưa đến chứng đạt được bốn, 14 pháp ấy, thế nào là bốn? Thứ nhất là, tức là muốn được bốn pháp này, có được bốn pháp mà cả hỷ, cả ý, cả lạc, có tìm trên đời này á, thì có bốn pháp là nhân đưa tới cái bốn pháp này là quả. Bốn pháp, thứ nhất là tài sản hóa sanh đúng pháp, thứ hai tiếng tốt được lan rộng ra, thứ ba có thọ mạng lâu dài, thứ tư là khi mệnh chung sẽ tái sanh về cõi lành, tức là cõi thiên hay cõi trời, vân vân. Thì đó chính là kết quả của cái bốn pháp nào, thì Đức Phật ngài chỉ ra cái bốn pháp đó liền. Là thứ nhất đầy đủ niềm tin, thứ hai đầy đủ giới, thứ ba đầy đủ bố thí, và thứ tư đầy đủ trí tuệ. Đây là cái bốn pháp mà dẫn tới, đó là nhân dẫn tới bốn pháp cả lạc, cả hỷ, cả ý, cả ái, có tiền của nên đời, nó là như vậy. Thì đến đây chúng ta sẽ thấy là Đức Phật ngài giảng về cái pháp là tài sản thế gian. Đó, trong cái ngày đưa vô pháp tài sản thế gian vậy, nhưng mà trong đó hàm ứng ý là có tài sản siêu thế nằm trong đó. Cho nên chúng ta thấy cái tài sản và sau hỏi làm thế nào để được tài sản, có được tài sản, thì tài sản có hai loại, một loại là tài sản về thế và tài sản về siêu thế. Thì vừa rồi Đức Thế Tôn ngài chỉ ra cái pháp dẫn về cái tài sản hiện thế và tài sản siêu thế, thì tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Và bài pháp tới đây chúng tôi nghĩ cũng vừa phải lã rồi. Cũng báo có sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở trong ngôi chùa này. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng quả phước này đến chư thiên ở tứ đại vương, chư thiên ở cõi đầu lại. Cầu mong các ngài quan thị thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư tử được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, đem sự lượng tốt đẹp cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Mong rằng các vị đó được tái sanh về nhàn cảnh, được sự sống trong hào quang của giáo pháp Đức Phật. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sanh Khà Giá. Aka Phật Tha Cha Phum Ba Tha Đề Qua Na Ga Ma Hi Thi Ca Buồn Nhanh Lô Anu Mô Đan Tu Chi Răng Rắc Khăn Tu Sa Sa Năng. Aka Phật Tha Cha Phum Ba Tha Đề Qua Na Ga Ma Hi Thi Ca Buồn Nhanh Lô Anu Mô Đan Tu Chi Răng Rắc Khăn Tu No Ga Ru. Aka Phật Tha Cha Phum Ba Tha Đề Qua Na Ga Mahitika buồn nhân nô anu mô đan tu chi răng rắc khăn tu nhà ta vô. Akasattha cha phum ma tha đề qua na ga mahitika
Bồn nhàn đô anu mô đàn tu chi răng ra căng tu ba ni nô A ca sát tha chơ phùm ma tha đề qua na ga ma hi tí ca Bồn nhàn đô anu mô đàn tu chi răng ra căng tu nô sa đa Y đàn mê bồn nhàn nít bà na sa bát cha dô hồ tú Do sự phước báo buổi học Pháp hôm nay, hãy là Pháp duyên lành giúp chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm.